Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm mà mình đã test là từ năm ngoái rồi năm nay thì không có gì khác, đó chính là 1821. Ngày hôm nay thì mình có 3 dòng sản phẩm cơ, bao gồm là Paste, Wax và Clay. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người cái sản phẩm đầu tiên, đó chính là Paste. Và điểm đầu tiên để mà nói về cái thiết kế của sản phẩm thì có thể các bạn nhìn trên ảnh này, các bạn không thể biết được nó là bằng một cái chất liệu gì đâu, bởi vì chính mình thôi, ngày xưa cũng vậy. Hồi mà mình mới cái con này mới ra ấy thì mình cũng không biết được là chất liệu này nó là chất liệu gì, mình nghĩ nó sẽ là hộp nhựa. Nhưng cho đến khi mình cầm ở trên tay rồi ấy, nó là một chất liệu bằng thủy tinh. Mà trước nó sẽ có chữ Paste và mùi hương của nó là Sweet Tobacco. Thì Sweet Tobacco là một cái mùi hương của cái lá thuốc, thuốc lá, mùi nó rất là thơm. Thì về cái thiết kế này nó thực sự rất là đơn giản, nhưng mà mình thấy là nó nhìn trông khá là sang chảnh và nó thực sự rất là trông nó khá là gentleman ấy, kiểu nó khá là man ấy. Mình khá là thích cái thiết kế này, mình cho cái thiết kế này 9/10. Ở đây ở dưới đây có ghi là medium hold và satin finish. Satin là một trong những loại dùng đặc chỉ những loại lông mà nó hơi bóng một chút. Lông này thì thường xuất hiện ở trên những con kiểu những con chuột hamster ấy, như kiểu ngày xưa mình nuôi chuột hamster thì mình biết là satin là nó kiểu hơi ánh kim ấy, đúng không? Nó dùng từ chính xác hơn là độ bóng ánh kim. Thì độ bóng này thì thực ra thì để mà nói về cái độ bóng ánh kim này thì nghe nó hơi kiểu sang chảnh một tí thôi, chứ thực ra nó mình thấy nó ở cái mức cái độ bóng là natural shine. Thì khi mà mình vớt lên thì độ bóng nó cũng khá là vừa đủ, sau đó thì nó giảm dần theo thời gian khá là nhanh. Và ok, bây giờ chúng ta đi về bên trong của sản phẩm. Thì bây giờ mình mở ra thì nó sẽ đơn giản thôi. Nắp này sẽ bao gồm cả cái miếng chống ẩm luôn. Ở mặt bên trong của nó sẽ có thêm cả một cái nắp đen nữa để bảo vệ cho sản phẩm này nó không bị lọt ra ngoài. Về cái điểm đầu tiên khi mà mình mở ra ấy là cái mùi hương của nó, cái mùi hương của nó thực sự rất là thơm. Nó kiểu như là một cái mùi mình không biết phải tả cho các bạn như nào, nhưng mà mình thấy đây trong này có một chút mùi vani, vanilla và mùi tobacco nó trộn lại với nhau, nên là nhìn nó sẽ cảm giác nó hơi thiên hướng mùi lá thuốc, mùi thuốc lá, mùi vanilla một chút, nhưng mà cũng khá là ok. Và 1821 này nó làm ra rất là nhiều dòng sản phẩm có liên quan đến cái mùi sweet tobacco này, như kiểu nước hoa hay là sữa tắm. Mình chắc chắn sẽ có những cái sản phẩm đó sau khi mà mình review cái sản phẩm này xong, vì là mùi nó rất là phê. Về chất sáp của sản phẩm này thì nó đúng như tên gọi của nó là Paste, là một cái chất sáp nó hơi mềm một chút, hơi mềm cũng như là hơi dẻo. Khi mà các bạn break down tay thì nó làm cho các bạn một cái cảm giác như là các bạn đang thoa một cái lớp kem mỏng ấy. Và khi mà các bạn bước eo tay rồi ấy, nó có một cái mùi hương là vô cùng mê ly luôn. Mình ngửi xong mình chỉ muốn bôi vào cổ, bôi cả người mình ấy, bởi vì là cái mùi này nó tỏa ra rất là thơm. Và khi mà mình break down tóc ấy thì nó tạo cho mình một cái độ ẩm rất là tốt. Đó thực sự rất là phù hợp với cả mình vào mùa đông, bởi vì là mùa đông thì tóc mình thường gãy rụng và nó khô đi rất là nhiều. Thì cái con 1821 Paste này nó cung cấp cho mình một cái độ ẩm vừa đủ. Nhưng mà cái độ ẩm của nó mình không hiểu tại sao nó cung cấp độ ẩm, nhưng mà nó lại không hề gây bết. Mình nghĩ là có thể một số bạn sẽ hiểu nhầm giữa việc là tóc bết và việc tóc thiếu độ ẩm là hai việc giống nhau. Nhưng thực sự là khi mà các bạn cảm nhận được cái độ đấy ấy, độ ẩm và độ bết ấy, thì nó khác hoàn toàn luôn. Độ bết nó có một cái độ nặng đầu, độ nặng của mồ hôi, độ nặng của tất cả mọi thứ. Còn độ ẩm là một cái độ nó nhẹ nhàng, chỉ cung cấp cho các bạn thôi, chứ nó không làm cho tóc các bạn bị nặng chịu xuống. Về con này thì mình sử dụng 1,5 scoop. Lần đầu tiên thì mình sẽ lấy nó ra là 1 scoop. Lần thứ hai thì mình sẽ lấy thêm là 0,5 nữa cho nó đầy đủ ở trên đầu mình, vì đầu mình là tóc nó cũng khá là trung bình. Và với con sáp này thì mình nghĩ là phù hợp với những bạn nào để tóc mỏng, trung bình nhưng mà không quá dày. Nhưng mà dày quá thì nó sẽ phải sử dụng thêm quá lượng sáp thì mới đủ cho cả một đầu. Về cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình apply lên tóc ấy, nó để lại cho mình một cái ấn tượng rất là không biết phải dùng từ gì để có thể miêu tả được cái ấn tượng đấy. Nó sẽ tạo cho các bạn một cái độ ẩm nhẹ, độ mượt nhẹ. Sau đó thì khoảng tầm 15 cho tới 30 phút thì cái sáp đó nó ngấm vào tóc của mọi người, nó ăn vào tóc của mọi người ấy, thì các bạn sẽ có một cái độ mượt, độ kết dính vừa đủ. Độ hold của nó thì nó ghi ở đây là medium hold, là mức độ giữ nét trung bình thôi, nhưng mà mình thấy là nó giữ nét cũng khá là cao. Và như các bạn có thể thấy trên đầu mình đây luôn, là mình đang vuốt con Paste này được 6 tiếng rồi, và cái độ bóng của nó thì dường như là không quá nhiều, mà thực sự đầu mình rất là nhẹ, các bạn thấy không? Đầu mình nhẹ như kiểu lông hồng luôn ấy, rất là nhẹ luôn.
và nó cho ta một cái form như là một cái texture rất là ổn định. Ở những cái lọn to nó sẽ ra những cái lọn to và những cái lọn nhỏ nó sẽ để lại những cái lọn nhỏ. Nó kiểu như là nó tạo cho mọi người một cái độ texture tự nhiên nhất có thể, nó không quá là kiểu bị lố. Về cái độ kết dính của nó lúc này thì có thể thấy là cái độ kết dính của nó cũng vừa đủ thôi chứ nó không quá là cao. Các bạn có thể thấy là mình lùa tay vào tóc này, nó rất là đơn giản, nó không gặp những trở ngại, những rắc rối gì cả. Tổng kết lại thì con Sharp 18-21mm này phù hợp với những bạn nào? Thì theo như mình là phù hợp với những bạn nào để tóc mỏng, tóc trung bình tới trung bình, nó không quá dày nhá, trung bình vừa thôi. Nếu như mình nhớ không nhầm ấy thì hồi mà 18-21 mới bắt đầu bước chân vào ngành grooming ấy thì họ chỉ sản xuất đúng con wax này thôi. Cho tới những năm gần đây thì họ mới sản xuất thêm paste cũng như là clay. Và về những cái sản phẩm như là wax cũng như là clay thì mình sẽ review vào cái clip sau. Và nếu như các bạn có quan tâm đến những sản phẩm này thì các bạn hãy bấm vào phần mô tả bên phía dưới để biết thêm về Tony Wax cũng như là 18-21 Manmade và những cái sản phẩm khác mà họ đang bán. Đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video review chi tiết về những cái sản phẩm này. Bye bye.